Bình Dương cách ly F0 tại nhà, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ mở bệnh viện hồi sức. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8, Sở Y tế Bình Dương cho biết đang hướng dẫn các đơn vị tiến hành thí điểm cách ly F0 tại nhà. Đây là giải pháp trước tình thế số ca mắc ở 9 huyện, thị xã, thành phố đều tăng. Việc thực hiện cách ly F0 tại nhà phải đủ điều kiện có không gian biệt lập với người xung quanh, không thực hiện cách ly y tế tại nhà với những trường hợp ở trung cư, nhà trọ, những nơi không đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid. Đối tượng F0 được xem xét tí điểm cách ly đi tại nhà là trường hợp F0 không có triệu chứng, không có bệnh nền và phải cam kết tuân thủ quy định về cách ly y tế. Sở Y tế Bình Dương yêu cầu đơn vị phối hợp để kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly, tuân thủ quy định, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Cho đến nay, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 21.856 ca bệnh mắc Covid. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 8.062 ca trong đó 112 phụ nữ mang thai, 124 người trên 65 tuổi, 323 người có bệnh lý nền và hiện có 397 người bệnh có diễn biến nặng. Toàn tỉnh Bình Dương có 136 bệnh nhân tử vong, 3.595 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Trước diễn biến số ca bệnh nặng sẽ tăng, tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID Bình Dương với quy mô 500 giường, địa điểm dự kiến đặt tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế cử lãnh đạo phụ trách chuyên môn cho bệnh viện, bố trí nhân lực đội ngũ y bác sĩ gồm 304 bác sĩ và 760 điều dưỡng, đồng thời hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Theo Ủy ban tỉnh Bình Dương, trong thời gian tới, số lượng bệnh nhân dự báo sẽ có thể tăng lên rất nhanh, kịch bản dự kiến khoảng 30.000 ca. Tài xế tranh thủ đặc quyền ưu tiên QR code để buôn lậu chở hàng cấm. Thưa quý vị, những ngày qua, trong quá trình hậu kiểm xe luồng xanh tại khu vực cảng Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và thanh tra Sở Giao thông Vận tải phát hiện hàng loạt lái xe chở hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội trả hàng vi phạm quy định về phòng chống dịch. Theo cơ quan chức năng, các xe bị phạt chủ yếu là xe có giấy nhận diện luồng xanh nhưng không có điểm đến tại các khu vực cảng chở hàng hóa không thiết yếu. Đơn cử ngày 1 tháng 8, tại tỉnh Đồng Tháp trên đường tuần tra kiểm soát, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện lái xe mang biển kiểm soát 63K 0719, lợi dụng phương tiện có thẻ luồng xanh để vận chuyển 1.700 bao thuốc lá, ngoại nhập lậu, được cất giấu kỹ lẫn trong hàng hóa thiết yếu gồm rau, củ, quả và lương thực, thực phẩm. Cũng trong ngày 1 tháng 8, ghi nhận một vụ việc nghiêm trọng khác, Công an phường Nghĩa Trung, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, phát hiện hai tài xế lái xe tải, mang biển số 48C-04583, lợi dụng quyền ưu tiên luồng xanh vận tải hàng thiết yếu đi qua các chốt kiểm soát để chở 10 người từ vùng dịch Bình Dương vào địa phương này. Họ là công dân tỉnh Đắk Lắk không có phiếu xét nghiệm âm tính với Covid đang tìm đường về quê. Các tài xế này đã cho 10 người này lên thùng xe và không khai báo y tế với lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết qua kiểm tra từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện và các ý kiến phản ánh, có nhiều phương tiện sử dụng giấy nhận diện luồng xanh đi sai tuyến đường chở hàng hóa và chở người không đúng đối tượng, mục đích đã đăng ký lưu hành trên luồng xanh. Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải chấn chỉnh chủ xe, người đứng đầu các đơn vị vận tải có xe vi phạm, nếu tiếp tục vi phạm ngoài việc xử lý theo quy định, áp dụng biện pháp thu hồi thẻ nhận diện, không gia hạn hoặc từ chối cấp thẻ nhận diện có mã QR code hoạt động trên luồng xanh. Đã bắt hai nghi phạm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường ở Hà Nội. Thưa quý vị, trưa ngày 5 tháng 8, sau hơn 2 ngày truy tìm, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Bùi Quý Dương 18 tuổi, quận Hoàng Mai và Trịnh Minh Hiếu 19 tuổi, quận Thanh Xuân. Hai nghi phạm cướp xe máy của chị Lê Thị Tê, nữ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội. Cơ quan chức năng đã thu giữ tăng vật vụ án. Cảnh sát đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, rạng sáng ngày 3 tháng 5, tại khu vực phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, chị Tê bị nhóm thanh niên cướp xe máy. Vào thời điểm này, nữ công nhân LTT thuộc công ty môi trường đô thị Hà Nội đang trên đường đi tông gom rác và chuẩn bị chở rác về điểm tập kết. Khi chị T đi đến khu vực ngõ 223 trên 252 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên hai xe máy khống chế và cướp xe máy. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại. Ngay sau đó, chị T đã đến công an trình báo với sự việc. Thưa quý vị, DKN TV sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.